tiên phong đầu tiên về cái việc là đặt đèn pha nằm phía dưới đây. Honda họ hiểu được tâm lý người tiêu dùng, họ hiểu được anh em mong muốn gì, sự thay đổi gì trên chiếc xe. Vào thời điểm vài năm trước, khi mà chúng ta nói về một chiếc xe cùng tay Innerbon thì giữ vị thế độc tôn chỉ có Accenter mà thôi. Nhưng vài năm trở lại đây, khi nói về một chiếc xe cùng tay thể thao mạnh mẽ và được nhiều bạn trẻ yêu mến thì ngoài Accenter ra còn có Winner, và sau đó tiếp tục là Winner X. Như vậy là cái chiến trường xe cùng tay ngày càng trở nên sôi động và gay cấn hơn. Và đối với một chiếc xe Winner X thì đã có rất nhiều phiên bản rồi, những bản màu khác nhau để cho nhiều cá tính, nhiều sự chọn lựa hơn. Và đó cũng là lý do ngày hôm nay Huy thực hiện video clip mới này để chia sẻ cho anh em một phiên bản mới hoàn toàn của Winner X. Cái mới hoàn toàn ở đây Huy không nói về thiết kế mới hoặc là động cơ mới, mà Huy nói về một bộ áo mới. Một bộ áo mới thể thao hơn, cho nhiều sự chọn lựa hơn, và nó có những cái đặc biệt mà Honda Việt Nam muốn gửi gắm vào trong nó. Vậy đó là những cái gì? Thì bây giờ Huy và các bạn hãy cùng tìm hiểu nha. Huy cũng không muốn vòng vo để mất thời gian của anh em đang xem clip. Huy nghĩ anh em cũng đang quan tâm rất nhiều về cái phiên bản mới này có những gì. Thì phiên bản này mới này á, thì chỉ có đúng một màu duy nhất thôi, đó chính là màu đỏ đen. Và đây là phiên bản màu đen bóng dành cho phiên bản thể thao. Là phiên bản thể thao thì nó sẽ không có ABS nha anh em, nó chỉ có bình thường thôi, phanh bình thường mình thôi. Phiên bản cao cấp hơn, phiên bản đặc biệt thì mới có ABS. Và giá của nó sẽ rơi vào bán lẻ đề xuất của hãng là 45.999.000. Đó, như coi như là 46 triệu rồi. Và đúng một màu duy nhất thôi. Và Huy nghĩ một cái màu mà đen đỏ như thế này sẽ rất phù hợp và dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi, mọi cá tính khác nhau. Đúng màu đen đỏ trong những cái chiếc xe phân khối lớn của nhà Honda cũng có. Và những chiếc xe mà tay ga hoặc những chiếc xe số cũng có màu đỏ đen. Một cái tông màu rất dễ chọn lựa. Bản tính Huy, cá nhân Huy cũng rất thích cái tông màu này, rất dễ phối đó. Và ở đây thì Honda cho rằng ra phiên bản mới này thì sẽ lấy những cái tinh túy, lấy những ý tưởng và slogan của Honda là thể thao, tốc độ và tương lai. Vậy bộ tem này nó sẽ nói lên cái ý nghĩa gì cho ba cái câu từ đó? Thì Huy xin chia sẻ đầu tiên về cái tốc độ. Ở đây anh em sẽ thấy cái phần hai cái phần lườn phía sau này. Thật sự cái này khi nhìn vào nó chỉ là một cái hình thoi bình thường thôi, nhưng nếu mà anh em nhìn kỹ lại, nó là chữ Winner nhưng nó được cách điệu xẹt dị cái xẹt xuống và xẹt tiếp, hình tia sét nói lên sự tốc độ đó. Nè, vậy đó là ý nghĩa của Honda nói về tốc độ của chiếc xe này. Và nó trải dài lên tới phía trước. Lên tới phía trước thì thể thao chỗ nào? Cái chữ X. Cái chữ X nó được mô phỏng khá là lớn ở hai phần yếm trước, và nó cách điệu tạo một cái chữ X rất là thể thao. Và một cái dài, thêm một cái đường dài ở đây nữa. Và tới khúc này sẽ là vân 3D. Đó, những cái chấm 3D tạo nên cái sự thể thao chiếc xe. Và chữ Winner sẽ được đặt nằm phía dưới đây. Đó. Vậy là hai yếu tố rồi ha. Tốc độ, thể thao. Vậy còn tương lai? Tương lai có nghĩa là gì? Đây, cái chữ Limited Edition sẽ được đặt phía sau này. Nói về tương lai của một chiếc xe này sẽ ra thế nào, sẽ ra sao? Anh em nghĩ đi, nếu mà một phiên bản tiêu chuẩn, một phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt thì rồi, nó cũng sẽ chìm theo thời gian. Nhưng khi mà anh em mua một chiếc xe này, nói tới xe tôi là phiên bản giới hạn nè, cảm thấy rất là hãnh diện, rất là tự hào cho một cái phiên bản này. Đó là những cái gì mà Honda muốn gửi gắm đến những người muốn sở hữu Winner X phiên bản này. Còn về thiết kế của nó thì sao? Thiết kế của nó thì như lúc đầu Huy cũng đã thực hiện nhiều video clip rồi, nên Huy cũng muốn nói lại gắn gọn cho những bạn chưa xem clip. Một chiếc xe côn tay thể thao có thể là tiên phong đầu tiên về cái việc là đặt đèn pha nằm phía dưới đây. Và phía trên này thì không có đèn pha, chỉ là một cái ghiên đông bích thôi, và có một cái ốp mảo. Nhiều anh em cho rằng, kể cả cá nhân Huy, khi nhìn vào lần đầu tiên ngắm nó,
thì có nghĩ là mình đang ngắm một chiếc xe tay ga có côn tay. Nhưng khi mà mình nhìn quen rồi, mình lại thấy những cái nét đẹp của nó và mình hiểu tại sao Honda họ lại muốn đặt cái đèn pha nằm phía dưới này. Nhìn nó thể thao hơn, nó tiên phong, nó độc lạ, nhưng nó vẫn mang lại cái hiệu suất cực kỳ cao. Cái đèn pha ở đây nó sẽ trực tiếp xuống đường, ánh sáng ra cực kỳ tốt và nó hiển thị dạng LED. Bên cạnh đó thì nó còn thừa hưởng những cái tinh hoa từ những người anh em phân khối lớn ở nó. Honda CBR250R tới 1000 vẫn đèn pha đặt kiểu này đó, nhìn rất là thể thao. Và kể cả cái vị trí xi nhan cũng được đặt hai phía như thế này và dạng LED luôn, không phải là bóng halogen nha. Còn nếu anh em nhìn vào mà chê nó, hai xi nhan rời này dễ vướng víu, dễ gãy, đúng, những cái đó anh em nói đúng, nhưng mình cũng có cách khắc phục nó. Thì mình cứ thay thế một cái xi nhan nhỏ gọn hơn đó, ốp vào sát là mọi thứ rất là ok, rất là đẹp. Còn về cái đồng hồ nhìn rất là thể thao, nó hiển thị dạng full LCD hoàn toàn. Cái vòng tua của nó cũng là chạy nguyên chải dài, nhìn rất là đẹp, đơn giản nhỏ gọn thôi, không chiếm quá nhiều diện tích của phần ghi đông. Côn của Winner thì anh em biết rồi, siêu nhẹ, không có chỗ nào mà chê được về cái côn, quá nhẹ. Nhẹ như thế này thì mình đi một cái quãng đường dài, một cái thời gian dài trên một cái con đường dài thì sẽ thoải mái hơn, không có quá mệt mỏi với nó. Còn với dàn chân thì vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ, vẫn là mâm 5 chấu kép thể thao. Và đĩa phanh thì đã được thay đổi rồi. Nếu như phiên bản cũ Winner thường nó sẽ là đĩa tròn thôi, nó không có răng cưa gì hết, thì phiên bản mới này được làm răng cưa lại, nó thể thao hơn, nó có sự cách điệu hơn. Và heo dầu vẫn là heo Nissin. Đặc biệt đối với phiên bản thể thao, nếu mà anh em là nhìn nhận mình vẫn có thể kiểm soát phanh thường ở phiên bản thể thao này được, thì Huy không có gì nói thêm. Nhưng nếu anh em muốn một chiếc xe có ABS thì Winner X vẫn có ở phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Đó là cái tiên phong về phanh ABS trên dòng xe côn tay hiện tại ở phân khúc 150 ở Việt Nam mình. Và hệ thống giảm xóc thì không có gì để chê được, quá êm ái rồi. Huy nghĩ anh em hiểu gì không Huy, tại anh em là những người trải nghiệm nó. Và kể cả những anh em đi Accenter vẫn dùng giảm xóc của Winner để lắp qua cho nó êm, nhìn nó cứng cáp ha. Còn về phía bô sau của Winner X mới là cũng có một cái điểm mà Huy thấy rất thích. Nó gọn gàng nhưng nó lại hầm hố, nó toét lên được hết luôn. Khi mà nhìn vào cái bô, nhìn vào cái vị trí ốp rất là to. Và cái âm thanh của nó phải nói là như là đang đi một cái bô tăng, nghe nó lực và nó rất là giòn. Và phanh trước phanh sau thì tất cả đều là đĩa răng cưa thể thao và heo Nissin một bít trước sau luôn. Và một cái yếu tố mà nói chiếc xe này giống như là một chiếc xe phân khối lớn thu nhỏ, đây anh em sẽ thấy cái vị trí mà để gác chân trước đây, nó dính liền luôn với cái vị trí mà cố định ben. Và nhìn nó rất thể thao, nó nguyên một khối gang luôn và có thể gạt lên gạt xuống được. Khi mà mình có va quẹt gì thì cũng hạn chế cái tình trạng mà gãy cái này ha. Đó là một yếu tố rất là hay. Mà đèn hậu sau thì thiết kế như là một chiếc xe đèn hậu của phân khối lớn, dãy LED và nó vuốt lên từ từ kiểu 2 tầng, nó tạo ra 2 tầng luôn đó. Xi nhan sau thì rất ok, Quy không có gì đánh giá nhiều, nói chung là hợp lý, cái phần đuôi cũng hợp lý rồi. Và nhiều anh em khi mà mua chiếc xe về Winner V1 cứ lấy cái cản sau đi cắt ra làm hai cái tách rời thế này để thể thao. Honda họ hiểu được tâm lý người tiêu dùng, họ hiểu được anh em mong muốn gì, sự thay đổi gì trên chiếc xe. Anh em muốn một chiếc xe có ABS, có ABS cho anh em. Muốn một chiếc xe thể thao, Honda cắt sẵn luôn cái cản và tạo hình đẹp hơn là anh em tự cắt. Tất cả này bằng máy nó sẽ đẹp hơn là mình làm bằng thủ công. Còn về nhìn chung ngoại hình của nó, như hồi nãy phần đầu Huy có nói rồi, cái chi tiết mà khí động học, thể thao, góc cạnh, dứt khoát, những cái cụm từ mà để nói lên nó, anh em sẽ thấy cái phần yếm trước, những cái khí động học nè, khoét rãnh đó, phía trước hai yếm nè, lộ ra cục máy, nhìn cho nó chất, cho nó ngầu đó. Nhiều anh em cứ lấy về tháo cái yếm ra thôi thì tháo luôn, bây giờ Honda họ làm sẵn vậy luôn cho anh em thấy được cục máy. Ở phía sau này những chi tiết đường gân đó, phần nhựa nhám làm nhìn rất là đẹp. Đó là những cái đánh giá nhanh của Huy về chiếc Winner X này. Và tất nhiên cục máy của nó thì Huy cũng từng trải nghiệm nhiều cung đường rồi, anh em có thể quan tâm về cái thông số kỹ thuật thì Huy sẽ chèn phía bên này cho anh em.
Còn theo trải nghiệm của Huy khi đi di chuyển cùng đường Huy từng dùng Winner X để đi Đà Lạt rồi, Winner X để đi Vũng Tàu rồi, và Huy đánh giá nó rất là khỏe. Khỏe là ở đây là khỏe cái thế ngồi của mình, cái thế ngồi của mình rất là thoải mái và cái cục máy nó hoạt động liên tục nhưng mà vẫn rất là khỏe. Mình cảm giác là cái máy nó không bị đuối. Đó là những cái đánh giá nhanh của Huy khi trải nghiệm sau 1-2 tour. Còn anh em như thế nào? Đánh giá thế nào về cái phiên bản mới này cũng như về những cái chi tiết trên Winner X này thì anh em cứ để lại một bình luận phía bên dưới. Và cũng đừng quên thao tác like, subscribe, nhấn chuông để ủng hộ tinh thần Huy và ekip Hai Bánh. Và một lần nữa, nếu anh em đang quan tâm về giá bán con này hoặc là đang quan tâm về cái mẫu thiết kế mới này cũng như là bộ áo mới này thì anh em có thể đến ngay những cái đại lý của Honda gần nhất để tham quan cũng như là chọn lựa cho mình một chiếc xe phù hợp. Còn bây giờ Huy và ekip xin chào và hẹn gặp lại anh em.